bạn đã tìm thấy một chú gà để trưng ở trên một cái bồn hoa là thế này. Đấy, con để ở đây đi. Nha. Bắt đầu mình chơi trò chơi gà để trứng nha. Wow, con này ơi, chú gà để một quả trứng rồi. Gà rơi quả trứng cho bạn xem nào, vừa chào chú gà để này. Hình như chú gà lại chuẩn bị đẻ quả trứng thứ hai rồi. Wow, một quả trứng thứ hai nhá. Wow, lại để ra một quả nữa này. Chú gà đã để hết trứng rồi, bây giờ Ngân Hà bỏ quả trứng vào để cho gà để tiếp nha. Sau mình lại chơi tiếp nha. Ngân Hà đang quá trình công tác làm ổ cho gà mấy mẹ để gà mẹ ấp nha. Và đã nở ra một chú gà chiếc rồi. Tôi tưởng tượng là trong một tháng trước là bạn Ngân Hà đã bắt được gà mấy mẹ ở đây này. Chào các bạn đi con. Ừ, hôm nay bạn Ngân Hà sẽ đi tìm một chú gà đẻ trứng và chơi trò chơi gà đẻ trứng nha. Wow, bạn Ngân Hà đã tìm thấy một chú gà đẻ trứng ở trên một cái bồn hoa rồi thế này. Đấy, bạn Ngân Hà đã lấy được rồi đấy. Đây là cái bồn hoa. Đẹp lắm. Ngân Hà ơi, bây giờ mình mang lên đây rồi chơi trò chơi gà đẻ trứng đi. À, mang lên trên đây là. À. Con đang đứng ra đằng kia kìa, chỗ kia bạn thấy đằng kia râm mát này mà chơi nó lại không bị lắng nhá. Mà rất đẹp đấy. À, đang chơi đây, cứ để ở đây đi nha. Bắt đầu mình chơi trò chơi gà để trứng nha. Bạn nào đang chơi trò chơi gà để trứng đây, của chú gà đây đang đi lanh quanh nhá. Wow, Ngân Hà ơi, chú gà để một quả trứng rồi. Ngân Hà rơi quả trứng cho bạn xem nào, vừa chào chú gà để này. Wow, một quả trứng mà chú gà vừa để được nhá. Xem chú gà có để quả trứng thứ hai nữa không. Này, chú gà đang đi loanh quanh đây. Hình như chú gà lại chuẩn bị đẻ quả trứng thứ hai rồi. Wow, một quả trứng thứ hai nhá. Ngân Hà và bạn Ngân Hà đã lấy được hai quả trứng của chú gà này rồi đấy. Và bạn Ngân Hà đang chơi nhá. Quả trứng thứ ba, quả 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 trứng. Ha, con đi rủi ra ngoài đi. Này để chung thêm chú gà cho con đẻ trứng nữa không? Nếu mà hết thì mình lại bỏ trứng vào nhá. Không có quả trứng nào rồi. Bây giờ Ngân Hà sẽ bỏ ba quả trứng vào trong chú gà nhá. Chú gà đã đẻ hết trứng rồi. Bây giờ Ngân Hà bỏ quả trứng vào để cho gà đẻ tiếp nhá. Sau mình lại chơi tiếp nhá. Quả trứng thứ hai này, quả trứng thứ ba này. Đấy, con gà đẩy lắp vào đi. Rồi. Mình sẽ bắt đầu mình sẽ bật tiếp nha. Nào, Ngân Hà bật cho các bạn xem nào. Bạn Ngân Hà đang quan sát gà để trứng đây. Quả trứng gà đang để trứng nha. Ngân Hà ơi, hình như gà đã đẩy một quả trứng rồi. Yeah, lại để ra trứng nữa rồi. Hôm nay là lỗi là hai bà con chơi trò chơi là gà để trứng đấy nha. Gà đấy. Wow, lại một quả trứng nữa này. Thế là giờ hai quả trứng vừa gà vừa đẻ lên xem nào. Đây. Hai quả trứng gà vừa đẻ lên đây nha. Chú gà đang kia. Quả trứng thứ ba. Đang quan sát đấy. Xem là gà đẻ trứng nha. Chú gà đây. Đẻ trứng nào, gà đẻ trứng nào. Wow, chú gà đã đẻ ra một quả trứng nữa này. Để đang ngồi chơi đấy. Cái này ơi nhỉ, cái này thấy gà đẻ trứng nhiều không? Ấy, chú gà để trứng nữa này. Wow, lại để ra một quả nữa này.
Ngân ơi, gà đẻ trứng ra là quả trứng nằm ra kia rồi, nào con nhặt ra đi. Nào. Đây là một chú gà ăn rất tích cực đẻ trứng nha. Đấy, chú lại đẻ trứng rồi đấy. Lần này thì không thấy ra trứng ra rồi nha. Chính công tác là bạn Ngân Hà đã cho trứng vào nhá. Xong lại chơi tiếp là trò chơi gà đẻ trứng cho các bạn xem nhá. Đang chỉnh sửa một chú gà một tí. Xong là chơi nhá. Hôm nay con đang làm gì đấy? Con đang làm gì nhỉ? Ngân Hà đang sửa cái bánh xe nhỉ, nó đang bị kẹt. Rồi một lúc nữa lại chơi gà đẻ trứng nhá. Đang trong quá trình mà chơi đồ chơi gà đẻ trứng thì nó có phát hiện ra một số cái lỗi nhá. Bây giờ bạn Ngân Hà đang đã sửa sắp xong rồi đấy. Đây. Nào, bây giờ ba con mình lại chơi tiếp nha. Chú gà đang hoạt động rồi. Cứ nào quan sát xem nào. Gà đẻ trứng nào. Một chú gà mái mẹ đã đẻ ra một quả trứng nha. Cứ nào giơ quả trứng chú gà mái mẹ vừa đẻ đưa ra đưa cho các bạn xem nào. Đây, một quả trứng nha. Quả trứng thứ hai nha. Một quả trứng thứ ba rồi con ơi. Quả trứng thứ ba nó lăn ra đây này. Con đi nhặt đi. Nào. Quả trứng thứ ba rồi đấy. Gà mấy mẹ đẻ được 3 quả trứng nha. Gà mái mẹ thì như là đẻ hết trứng rồi, bây giờ là chuẩn bị cho gà mái mẹ ấp nhá. Gà mái mẹ đang rất tích cực đẻ trứng đấy. Đang quá trình công tác làm ổ cho gà mái mẹ để gà mái ấp nhá. Nào, cái nào đấy, con để trên đấy nào, cho gà mái mẹ ấp trứng nhá. Quả trứng lăn ra rồi, con nhặt con bỏ vào, con bỏ vào gần người gà mái mẹ đi. Nào, bỏ vào đây nào. Con bỏ vào dưới hai cái cánh nhé của gà mái mẹ nhá. Nó vẫn lăn ra ngoài kìa. Quá trình là gà mái đẻ nhá, thì nuôi quả trứng thì không chịu làm bên cạnh mà cứ thích nhảy lên cái cánh mấy lưng của gà mái mẹ đẻ nhá. Bạn đang quan sát đấy. Đấy, cái này trong quá trình là gà mái mẹ ấp đấy. Ấp rồi, khoảng độ gần 1 tháng thì nó sẽ nở ra thành con nhá. Mấy mẹ đã ấp ròng rã 1 tháng trời xong và đã nở ra một chú gà chiếp rồi. Một chú gà chiếp đang ở bên cạnh gà mái mẹ nhá. Mà bạn Ngân Hà đang quan sát ấy. Là 1 tháng là mưa gió nha. Đây này, chú gà chiếp con này đang ở cùng với gà mẹ nha. Thế nào cho giờ chú gà chiếp con cho các bạn xem nào. Chú gà chiếp con mà. Đây là gà mẹ rồi. Chú gà chiếp đấy. Đây, một chú gà chiếp con nha. Rất đáng yêu. Chú có cái mỏ màu hồng, hai cái cánh rất xinh, đôi chân màu
màu cam nha. Đẹp lắm. Bà Ngân Hà đang chơi cùng với gà mái mẹ và chú gà chiếp đấy. Bây giờ Ngân Hà sẽ dơ hai mẹ con đi và cho hai mẹ con đi chơi nào. À, cả gà chiếp nữa. Thôi ôm chặt vào nha. À, cho hai mẹ con đi chơi nha. Ừ. À, đang cho hai mẹ con đi chơi đây. Trong quá trình là gà mẹ đã ấp ra được lở. Trong bao quả trứng thì gà mẹ ấp được lở ra được một chú gà chiếp đấy. Nha. Cái này bây giờ cho hai mẹ con đi chơi nha. Bạn Ngân Hà đang tưởng tượng mà. Trong một tháng trước là bạn Ngân Hà đã bắt được gà mẹ ở đây này. Và là gà mẹ về là lở ra một chú gà chiếp đấy. Gà mẹ đang bảo là ngày xưa mẹ cũng ở đây nhờ. Thế này ơi, con cho gà chiếp chơi cùng với gà mẹ đi. Rồi, hai chú gà đang chơi ở trong bồn hoa này nha. À, bạn Ngân Hà cũng đang quan sát đấy. Ừ, những nụ hoa này thả lỏng rất đẹp mà cả bạn Ngân Hà cũng thích chơi ở đây. À, mẹ lúc nào cũng đòi khăng khăng ra đây nhỉ, cả gà chiếp cũng đòi ra đây, đẹp quá. Đây là hai mẹ con gà chiếp đã chơi xong rồi. Bây giờ Ngân Hà bắt đi, bắt hai mẹ con gà chiếp vào về rồi chào tạm biệt các bạn đi nào. Đây cả gà chiếp đấy, con mắt cả gà chiếp đấy là. Ngân Hà chào tạm biệt các bạn đi. Hai ba con hẹn gặp lại các bạn ở những video chương trình sau nhá. Video đến đây đều là kết thúc rồi.